một trận đấu đối đầu với nhau, và đây sẽ là một trận đấu rất quan trọng, bởi vì team nào chiến thắng ấy thì gần như là vé đi tiếp ở trong vòng sau đến với VFL chính thức là 99%. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem là đội nào sẽ là đội mạnh hơn giữa Sky Magic Esports và Eagle Esports. Và vâng, thưa tất cả quý vị và bạn, hãy cùng đến với Sky Magic Esports đối đầu cùng với Eagle Esports. Và đây sẽ là một cặp thi đấu cực kỳ căng thẳng, một cặp thi đấu mang cái tính chất đó là tâm điểm của ngày thi đấu hôm nay. Và đặc biệt là với bên phía VGaming, có vẻ như hôm nay họ vẫn chưa gặp được cái thước thủ nó xứng đáng với mình, với một cái chiến thắng là khá dễ dàng. Bên cạnh đó thì bên phía của Eagle Esports ngày hôm qua cũng đã có những cái sự rơi rớt, những cái sự sai lầm nhất định. Và hy vọng rằng những cái sự sai lầm khi đối đầu cùng với những cái đội tuyển khác sẽ giúp cho ngày hội thi đấu hôm nay của Eagle Esports có được những cái sự triển vọng hơn, có những cái điểm sáng hơn. Nhiều bạn hỏi là Killian với cả Lusala là ai, thì Killian chính là anh chàng Boy Tây, còn Lusala là anh chàng Lu của mùa giải trước đổi tên. Cái này chắc là gắn thêm tên người yêu vào, nhưng mà bây giờ điều đó không quan trọng. Thì Neo đã có tình huống ám sát ở vị trí của Đắc Lộc rồi. Cả hai cùng có cho mình tình huống giao tranh. Sunny đi sử dụng đó là Katana để hạ gục vị trí Quý Hợp Nhì. Và bây giờ thì Brian đang cố gắng khai thác ở vị trí của Lusara. Vẫn đang làm tình huống bắn rất căng thẳng. Neo vẫn đang đứng giữa rất nhiều đối thủ, nhưng Lusara có mình hai mạ gục. Sunny đi chuyển qua chơi Katana và anh ta làm được. Nhưng team của SME chỉ còn lại không còn lại ai cả. Sunny đi chơi Katana rất hay, nhưng Eagle Esports bắn súng nó lại là hay hơn. 1-0 dành cho Eagle Esports. Cứ tưởng rằng Sunny đi chỉ sử dụng những cái khẩu súng tỉa là có thể tỏa sáng thôi, nhưng không, anh ta thể hiện rằng cái khả năng múa kiếm của mình với ba nhát chém nó cũng cực kỳ là đẳng cấp luôn, và cũng đã lấy được khá những cái mạng hạ gục đến từ bên phía của Sky Magic Esports. Và điều đó cũng mang về cho bên phía của Sky Magic Esports không ít những cái điểm mạng hạ gục đâu, ít nhất là 2 dành cho Sunny đi, và đó cũng sẽ là một cái lượng tiền bổ sung khá là tốt để cho anh ta có thể bơm do những cái đồng đội này, cũng như là bổ sung vũ khí dành riêng cho bản thân mình. Trong khi đó thì Neo, Hen, Brian sẽ phải cẩn thận hơn trong những tình huống muốn công. Bên phía của Eagle Esports vẫn luôn là một trong những cái đội tuyển khó chịu, và đặc biệt là mùa giải trước khi mà cặp đội tuyển này đối đầu với nhau thì đều là những cái ván thi đấu căng thẳng 3-4 các thứ. Và tôi tin rằng trong ngày thi đấu hôm nay họ hoàn toàn có thể làm được điều đó, mặc dù Sky Magic Esports đã có một vài những sự thay đổi phần nào đó là yếu hơn về mặt đội hình. Những lúc này thì thật ra là Sky Magic Esports họ cũng đã có cho mình một cái đội hình mới nữa. Chứ cả hai đội này họ đều có sự thay đổi nhất định về cái đội hình cả. Và lúc này thì đây là vị trí của Kylian, hay là cái tên cũ anh ta đó là Boy Tây. Đây đang làm tình huống mà căn ném liệu đấy, vị trí của Lusara vừa rồi một tình huống căn ném liệu. Nhưng những thành viên đến từ Eagle Esports ở Đắk Lắk và QMD làm quá nhanh hay không? Và trong khi mà chúng ta vẫn đang để ý xem là những quả liệu của Lusara nó có tác dụng hay không, thì ở một góc khác QMD đẩy lên cỗ cho mình các bạn cũng rất nhanh. Và hay không rồi, những thành viên đến từ vị trí của Sky Magic Esports rõ ràng họ đang gặp một đối thủ khó chơi hơn rất nhiều so với Eagle Esports trong mùa giải trước. Một tình huống gọi là dương đông kích tây, lườm dao gắp thịt đấy, khi mà chúng ta đang mải. Có lẽ là các thành viên của Sky Magic cũng giống như Lanh Hải ấy, giống như chúng ta đều đang quá tập trung vào những cái quả lựu đạn. Thì phía bên kia khẩu MP5 đến từ bên phía của Lusara cùng với những người anh em cũng đã làm được những cái điều mà có lẽ rằng khiến cho Neo cảm thấy nhớ Artemis hơn bao giờ hết trong cái đội hình của mình. Không còn Artemis, tuyến trước của Sky Magic Esports cảm giác như nó không còn được đủ vững chắc, đủ chắc chắn nữa. Họ thi đấu phần nào đó xa rời, họ thi đấu phần nào đó rời rạc, và không có cái sự liên kết cũng như đủ những sự hổ báo. Tức là Artemis luôn là một người có khả năng ứng biến tốt, anh ta lao lên ổn và anh ta thu về cũng ổn, biết khi nào đồng đội cần để có thể tấn công. Neo ở phía bên này đang cố gắng dội G36 xuống đầu đối phương, nhưng Hen rõ ràng đã làm tốt hơn khi đưa Đắc Lớp đi luôn. Vị trí của Hen cũng không an toàn, anh ta ngay lập tức nằm xuống. Lusan quyết định là sẽ công ra theo với khẩu UMP trên tay, hạ gục thêm một người của đối phương. Bên phía của Eagle Esports mất 2, bên phía của Sky Magic Esports mất 1. Và đây sẽ là màn đối đầu mà Brain phải cân 2. Trong khi đó phía trên kia Neo vẫn đang đứng, và anh ta sẽ bị cả Killian lẫn Lusaran tìm kiếm và tìm cách để hạ gục ngay ở thời điểm hiện tại. G36 rõ ràng không phải một khẩu súng có khả năng cận chiến tốt, và điều đó lại càng khẳng định khi mà Lusaran với khẩu UMP của mình, với khẩu MP5 của mình đã có một tình huống solo cực kỳ khủng khiếp. Quá ghê gớm là sự phối hợp giữa Killian và Lusara, và bộ đôi này đang tạo ra một cái cơn lốc hủy diệt ở trong bán thi đấu vừa rồi. Và Lusara đã có được mình 5 mạng ở gục rồi, và đâu đó thì Eagle Esports đã dẫn vị trí của SME với tỷ số đó là 3-0 rất nhanh, khi mà những thành viên đến từ vị trí của Sky Magic Esports chưa thể nào triển khai được. Họ có những tình huống mở giao tranh là tốt, họ có thể có cái mạng ở gục trước đối phương, nhưng cái sự kết dính giữa những thành viên của Eagle Esports này đang là tốt hơn rất nhiều, và đặc biệt là vị trí của Lusara
Thực ra mùa trước thì Lu không được bắn nhiều, mùa trước Lu không được bắn nhiều đâu, nhưng mùa này có vẻ như anh ta đã trở thành một trong nhân tố chính dành cho Eagle Esports. Lúc này thì Killian đang có cho mình đó là MP5 chip 2 rồi. Dính ngón đặt ra quả keo để né đi sát thương đến từ đối phương. Anh ta vẫn đang chưa phải bị nằm trong một tầm quá nguy hiểm đâu. Dark Lớp đang vòng ra trước mặt sẽ là vị trí của Hen. Có vẻ thành viên đến SME. Lúc này Hen đã bị phát hiện rồi. Vừa rồi anh ta trúng chiêu A124 đến từ đối phương, và chắc chắn là phần nào đối phương đã đoán được ra vị trí đến từ vị trí của Hen. Trong khi đó thì chưa có một thêm tình huống đẩy lên nào. Quý Hiệp Nhi đã cầm trong tay đó hai khẩu AWM, và nếu như Sky Magic Esports mắc sai lầm thì ngay lập tức họ sẽ bị trừng phạt bởi hai khẩu súng bắn tỉa này. Nhưng lúc này thì Hen lấy được đầu vị trí tắc lớp bên có bình mạng á không. Quý Hiệp Nhi ạ của vị trí của Neo rồi, máu Neo tụt rất nhanh, có lẽ Neo sẽ phải chết mà thôi, không thể chạy được đi đâu. Killian đẩy vào một quả liệu được ném phía trước mặt đến từ Killian, nhưng anh ta không gặp vấn đề gì. Và lúc này thì những thành viên đến từ hai em vẫn đang có cho mình lợi thế hơn so với cả vị trí của Sky Magic Esports. Lusara liên tiếp khai thác vào những cái phần chân bị hở ngay phía dưới của cái khu vực đài quan sát lần này, và chắc chắn là anh ta đã thông hiểu được cái hướng di chuyển của đối phương khi chỉ còn có 3 thành viên mà thôi. 3 vs 3 đến từ cả hai đội, trong khi đó thì một người bị kẹt ở phía dưới đến từ vị trí của Sky Magic, đó chính là bên phía của anh chàng Brian. Bắt đầu muốn công lên rồi, nghe tức mất máu đi, Brian nằm xuống trong một tình huống muốn tay đôi với Hen. Hen chưa bao giờ là một người tay đôi kém cả, anh ta đang thể hiện khả năng solo kill cực kỳ tốt của mình, đánh bật bãi hai người của đối phương. Killian cùng với không làm gì hơn được cả. Killian quá tập trung vào việc cứu người mà không biết rằng Hen đã vòng ra từ lúc nào. Đặc biệt với kỹ năng của Luna, cái cơ hội để có thể tăng tốc độ di chuyển kết hợp cùng với Kelly thức tỉnh nó là cực kỳ nhanh, và một tình huống vượt tốc lên để có thể tiếp cận đối phương siêu khủng khiếp cần cùng Tatsuya đã mang Hen tới và tạo bất ngờ quá nhiều dành cho đối phương. Rõ ràng là cái bộ kỹ năng của Hen này nó tập trung rất nhiều vào khả năng 1 vs 1, và trong một tình huống mà cần phải có một tình huống 1 đấu 1 thì rõ ràng là Hen đã làm tốt. Trong bán thi đấu vừa rồi thì một trong những điều quan trọng là Lusara phải nằm xuống sớm, mà SME họ đã ngắt đi được những nguồn sát thương khổng lồ này. Trong khi đó thì Quý Hợp Nhi tuy cầm hai khẩu AWM nhưng thực ra bắn không có quá nhiều tác dụng trong một map mà nó có sự rối rắm, nó có một sự gọi là phức tạp như vậy. Lúc này thì Sky Magic Esports họ đang giật lại lợi thế một chút khi mà Eagle Esports bán thi đấu vừa rồi mất đi cho mình toàn bộ đó là lượng súng. Quý Hợp Nhi bây giờ chỉ có thể có mình một khẩu AWM thôi, nhưng với lượng đồ này đến từ thành viên của SME thì họ có thể sống sót được ít nhất là sau loạt bắn đầu tiên của Quý Hợp Nhi. Bây giờ thì SunAD cùng những đồng đội của mình đến từ Sky Magic Esports đang thủ ở phía bên trong căn nhà này cũng không có gì ở vội vàng cả. Sky Magic Esports họ đang có lợi thế hơn một chút về lượng đồ, nhưng chỉ là một chút mà thôi, và vẫn không thể mạo hiểm được vì chỉ cần một sai lầm thôi thì Eagle Esports sẽ kết liễu ngay ván thi đấu này với tỷ số là 4-1. Bây giờ thì Lusara cùng với Dark Lớp họ không thể chờ thêm nữa. Đây là một map rộng và rõ ràng là nếu mà đợi vòng bo thu vào thì điều đó nó sẽ có lợi cho những người mà có khả năng chơi trận chiến tốt giống như là vị trí của Hen. Lusara vừa rồi mất được mình khá nhiều máu, bị mất bài. Lusara anh ta đang bị tấn công, ta còn khá ít máu thì không bị bắt bài, nhưng may quá Lusara khả năng lách của anh ta là rất tốt và khiến cho Hen chưa thể có được bình mạng gục được. Hen đang bị bắn nhưng những thành viên đến vị trí USME đang giữ vị trí là tương đối tốt. Dark Lớp cũng mất cho mình rất nhiều máu trong tình huống này. Killian ở vị trí của Sunny đi rồi, và đây có thể sẽ là bước ngoặt của ván thi đấu này ấy chăng. Lusara ngay lập tức cũng đang ngã vị trí của Dark Lớp. Bây giờ anh ta cũng thất máu, quyết thì ngay lập tức nằm xuống. Brian kết hợp cùng Brian vẫn là một thứ gì đấy vô cùng hủy diệt với mặt sát thương, và đó là 2-3 dành cho Sky Magic. Sky Magic Esports ngay lập tức họ đã rút ngắn tỷ số rồi, và bây giờ đó là cơ hội mà có thể nắm lấy thêm một lần nữa, quét sạch đối phương. Và ở ván đấu này thì ở tích lũy 2 ván thua liên tiếp thì Eagle Esports vẫn chưa đủ tiền để có thể cạnh tranh được, và có thể là SB sẽ có thể biến trận đấu này thành một trận đấu 3 đều. Mà theo tôi nhớ là ở trong cái luật mới, ở trong cái chế độ thi đấu này thì hình như là ván thi đấu thứ 7 sẽ là 9.599 tiền, và lúc đó thì rất khó để có thể nói được rằng là team nào sẽ có được mình đó là lợi thế trong ván thi đấu thứ 7. Bây giờ thì việc của Sky Magic Esports là cố gắng tiếp tục duy trì cái lợi thế. Rõ ràng là khi mà phân tách những thành viên của Eagle Esports không cho Eagle Esports được chơi nhanh như những ván thi đấu đầu tiên, thì Sky Magic họ lại đang lật được kèo, và rõ ràng đây là một trận đấu tâm điểm. Ok, Hen phát hiện ra đó là Killian, nhưng Neo không kịp phản ứng trong tình huống tấn công nhanh từ Killian, và đó là mạng hạ gục tới được Killian rồi. Lợi thế rất lớn khi đã hạ gục được người con tim đến từ vị trí của Smizer mới. Đây là vị trí của Dark Lớp, và đang là một tình huống đẩy qua đến từ vị trí Dark Lớp. Anh ta mất cho mình nhiều máu nhưng anh ta vẫn kiểm soát
được Brian nạ của vị trí của Lusara. Nhưng chui có eSports bắt cho mình nhiều người quá rồi. Chỉ có lẽ Quý Hợp Nhi, Quý Hợp Nhi lấy gì ra để đỡ được trong tình huống này đây? Đây là Sunny đi cùng với Brian dồn sát thương vào 3 đều. Kịch bản ấy đẹp và nó đã xảy ra. Một tình huống thi đấu cực kỳ căng thẳng khi mà đội vươn lên đầu tiên lại là Eagle Esports. Nhưng sau đó Sky Magic Esports cũng đã có cho mình những cái pha thi đấu vươn lên vô cùng khủng khiếp. Và bây giờ sẽ là game thi đấu thứ 7 với 9.999 tiền trong tài khoản của tất cả các tuyển thủ. Để chúng ta sẽ cùng xem những cái khẩu súng mà được nâng cấp 3 chip đến mức tối đa công lực của nó. Bên cạnh đó thì còn có cả mũ 3, giáp 3, nấm trồng đầy vườn như thế này. Nếu như mà tôi có Orion thì chắc là tôi cũng sử dụng luôn. Nhưng mà tiếc là những người chơi Orion, ví dụ như ở bên phía VGaming, thì lại có những cái ván thi đấu nó rất nhanh, rất chớp nhoáng. Để xem số tiền khổng lồ này sẽ mang đến điều gì dành cho cả hai đội tuyển đây. Phía bên Eagle Esports đang đi chung nhưng họ nhanh chóng bị phát hiện ra vị trí với những cái tình huống quét map đến từ bên phía của Sky Magic Esports. Trong khi đó Đắk Lắk lại đi hớ và anh ta bị bắt mất rồi. Sunny đứng phía bên này, anh ta báo tin về cho những người đồng đội. Và Hen, Hen ơi, bơi đi đâu đấy hả Hen ơi? Xong rồi, Sunny đi cũng làm tốt việc của mình. Đắk Lắk vừa đứng dậy ngay lập tức nằm xuống tiếp theo, đeo bán điểm chờ để Sunny đi có thể đi về, nhưng không được rồi. Vị trí của Hen cũng không giữ được mạng của mình. Neo của Brian đang cảm thấy hơi đơn côi và có vẻ như đây sẽ một ván thi đấu 4-3 dành cho Eco Esports cũng lên. Khi lên đang thấp bao nhiêu anh ta không nằm xuống. Người nằm là Sky Magic Esports. Hình như là có một tình huống mà Hen anh ta xử lý lỗi hay sao, và tình huống anh ta đang bắn anh ta lại nhảy xuống dưới đi tập bơi. Và khi mà anh ta quay trở lại thì đồng đội đã mất đi cái khoảnh khắc có được mình lợi thế rồi. Rõ ràng các thành viên đến từ Sky Magic họ đã triển khai ở đầu bàn đấu tốt hơn. Nhưng một sai lầm đến được vị trí của Hen. Tôi nghĩ đó là một sai lầm chứ không phải là nó là chiến thuật gì cả. Khi mà tôi đang thấy là Hen anh ta đang chạy rất phăm phăm, bỗng nhiên anh ta rơi xuống và cảm giác là anh ta bị bất ngờ với tình huống anh ta bị rơi xuống nước, nên là anh ta đã không thể quay trở lại kịp để giúp cho người đồng đội của mình. Và Eagle Esports chiến thắng nghẹt thở trong bán thi đấu vừa rồi. Với 9.999 tiền ở trong bán thi đấu thứ 7 thì bạn có thể mua full hết tất cả các hỏa lực, full hết tất cả các loại súng cũng như là lựu đạn, lựu đế các thứ, đủ hết tất cả. Và rõ ràng lúc đó chỉ còn lại kỹ năng quyết định thôi. Và có vẻ như một sai lầm chí mạng tới từ một thành viên của Sky Magic Esports đã tước đi cơ hội chiến thắng họ trong bán thi đấu này. Và 4-3 dành cho Eagle. Và Sky Magic có lẽ sẽ cần có những cái sự thảo luận với nhau rất là nhanh, trao đổi rất nhanh về cái trường hợp vừa rồi. Và ngay bây giờ thưa quý vị và các bạn, hãy đến với trận thi đấu thứ 2 trên đảo mặt trời đến từ Eagle Esports cùng với cả Sky Magic Esports. Và rõ ràng là như những đánh giá chuyên môn, nhận định chuyên môn đã nói, đây là một trong những trận thi đấu tâm điểm, và đúng thật nó mang chúng ta đến trận trận 3-4, và đó sẽ là một cái cặp thi đấu mắc pinh nếu như trong game thi đấu thứ hai lần này chúng ta lại được thấy một cái tình huống thi đấu y như vậy nữa. Và nếu dẫn đến ván 3 mà cũng vẫn tiếp tục là 7 ván nữa thì đó là một cái điều hết sức tuyệt vời trong ngày thi đấu hôm nay. Rõ ràng đó là những điều mà khán giả chúng ta đang chờ đợi, một trận thi đấu thực sự đỉnh cao với những game thủ đẳng cấp của VFL chuyên nghiệp. Sẽ là một tình huống mà Neo sử dụng lựu đạn, nhưng có vẻ như là bài lựu đạn hôm nay của Neo nó đã bị bắt bài đến từ đối phương rồi ấy chăng. Đắk Lắk anh ta chỉ dấn lên một nửa thôi, sau đó anh ta quyết định sẽ rút. Anh ta biết được rằng là Neo khả năng cao đang căn ke lựu đạn ở vị trí đứng của mình. Nếu như anh ta đứng mãi ở một chỗ thì rất có khả năng là anh ta sẽ bị trúng quả lựu đạn tới vị trí của Neo. Nhưng có vẻ như là thời gian gần đây cái bài này liệu Neo nó đã không còn phát huy quá nhiều tác dụng nữa, nó sẽ chỉ có tác dụng với những cái team mới ở vị trí tăng hạng lên mà thôi. Đắk Lắk vừa bị cấu, nó may thì Neo anh ta không ném được vị trí của Đắk Lắk, nên nó ném được vị trí của Quý Hợp Nhì, và điều này sẽ mang lại lợi thế lướt đến rất nhanh và vẫn là một tình huống lướt. Sau đó chuyển hướng bắn tốt tới vị trí của Hen, lại lấy thêm đầu của Lusara rồi, và đây chính là thợ cạo chuyên nghiệp. Chỉ còn lại Kilian này không thể bỏ chạy được, và 1-0 cho Sky Magic Esports. Tôi tưởng là trong cái team này thì chỉ có Funky Em là ông thợ cắt tóc thôi chứ Hen lại còn đóng vai là thợ cạo nữa. Nghe vẻ căng thẳng đấy, nhưng mà đúng thật, Hen chỉ cần giữ cho Hen sống thì có vẻ như cơ hội giành chiến thắng đến từ bên phía Sky Magic Esports nó sẽ cao hơn rất rất nhiều. Một phần nữa lý giải cho việc là dạo gần đây lựu đạn cũng đang bị thất thế là bởi do ngày trước kết hợp cùng lựu đạn và cả Avaro nó một lượng sát thương vừa đủ để bạn có thể hạ gục được một người nếu như anh ta trong tầm ảnh hưởng của lựu đạn. Nhưng trong phiên bản OB40 thì sát thương lựu đạn cũng đã bị giảm đi,
vị trí của Alvaro cũng đã bị sờ gáy, đâm ra lượng sát thương lựu đạn bây giờ nó để mà với những cái sự mạo hiểm của một người ném lựu cần phải lao lên phía trước thì cái giá phải trả quay trở lại nó không xứng đáng, đâm ra là cái lượng lựu đạn nó cũng sẽ bị ít dần đi trong chế độ tử chiến. Tôi tin rằng nếu như trong thi đấu chuyên nghiệp khi mà các đội tuyển ở những cái đẳng cấp cao nhất họ hoàn toàn có thể sử dụng lựu đạn theo một cách thông minh hơn thì biết đâu chúng ta lại sẽ thấy nhiều cơn mưa kiểu như thế hơn. Và thực ra bây giờ lựu đạn chỉ mua được còn một quả thôi đối với mỗi cá nhân ở trong tử chiến. Ngày xưa tôi vẫn nhớ cái thời mà lựu đạn còn được mua thoải mái, ném sướng lắm đấy, nhiều khi cả trận đấu chỉ là những trận buôn lựu thôi khi mà đã có được mình lợi thế rồi. Sau đó thì dần dần thì số lượng lựu đạn mua được nó giảm đi và khiến cho người chơi buộc sẽ cần phải chơi một cách thông minh hơn. Lúc này thì Eagle Esports họ đang chơi một bài cũng tương đối lạ, đây là một bài tương đối lạ vì ít khi tôi thấy có người leo lên cái chỗ mái tôn này, leo lên đây tương đối nguy hiểm, nó không phải là một nơi để mà có thể đứng quá lâu được. Những lúc này thì có lẽ là Eagle Esports họ cũng khó mà có thể thông thạo cái map này so với cả vị trí của Sky Magic. Tại vì chúng ta đã biết là các team mà Jonel dẫn dắt thi đấu ở đảo mặt trời này rất là hay. Bây giờ thì Brian sẽ di chuyển qua. Và vừa rồi tôi cũng đã thấy rằng Killian mất cho mình khá nhiều máu rồi. Ở trong khu vực này thì rõ ràng là Eagle Esports khi mà họ thi đấu sinh tồn hiếm khi mà họ di chuyển qua đây. Thế nên cái bài này dành cho Sky Magic có lẽ là lợi thế hơn. Killian liên tục bị mất máu. Một trong những cái điểm rất quan trọng khi mà chơi tử chiến đó khả năng quen map. Nhưng lúc này thì Duck Love mới là người lấy được đầu của Brian. Sunny D di chuyển qua nhưng thế là quá muộn rồi, và đó là tình huống liên tục tấn công. Sunny D nèo lên cả vị trí của Hèn nở hình, và Eagle Sport có được mình 3 mạ gục, và có đó là những mạ gục đến với vị trí của Duck Love. Cân bằng về mặt tỷ số, và đó là một cái kết quả bất ngờ khi mà chúng ta không đánh giá bên phía của Eagle Esports quá mạnh mẽ trong cái khu vực map thi đấu đấy. Nhưng những gì mà chúng ta là nhìn thấy đó là một cái chiến thắng đầy thuyết phục đến từ Eagle Esports, thậm chí là họ còn không bỏ lại ai ở trong game thi đấu vừa rồi. Các bạn có thể dễ dàng nhìn thấy được điều đó ở trong cái bảng tổng kill đến từ Sky Magic Esports, khi mà hai người nắm giữ nhiều kill là Neo cùng với cả Hen thì cũng chỉ là 2-2 là 4. Đây là 4 mạ gục ở trong game đầu tiên, chứ còn sang bên game thi đấu thứ hai là không có gì cả, trắng tay hoàn toàn. Vị trí của Eagle Esports đang có một phong độ rất cao, họ đang giữ được điều đó. Killian vừa lao lên anh ta nằm xuống luôn, một pha thi đấu rất mạo hiểm và đã phải đánh đổi coi như là trong ván thi đấu này là chấp người rồi. Thì bên kia không làm được gì cả, và hay trong từng chuyên môn người ta hay gọi là chết chay đấy. Vị trí phía bên này đã có một quả lựu đạn tung ra nhưng Neo đâm lên chỉ thấy nằm xuống mà thôi, và Lusara đã chứng minh rằng sức mạnh lựu đạn là vẫn còn đâu đây trong chế độ tử chiến. Và việc có được thêm một mạng hạ gục nữa cũng đang kéo dài thời gian trước cái tình huống mà bên phía của Eagle Esports mất thêm cả Lusara trong một pha hơi liều lĩnh. Bên phía kia là 3-2, còn bơm kill là nhanh để chắc chắn sẽ có một lượng tiền ở trong ván thi đấu hôm sau. Hen cùng với những người em của mình lao lên, 1v1 cũng đã là một cái gì đấy cực kỳ khó đối đầu cùng với Hen rồi, và còn 2v1 nữa thì Hen chấp hết. 133 máu, 47 máu, Hen vẫn còn sống, anh ta né được những cái tình huống chí mạng mà ngay lập tức kết thúc trận đấu với chiến thắng dành cho Sky Magic. Và như vậy Sky Magic tiếp tục dẫn trước ở trong cái trận thi đấu này với tỷ số đó là 2-1. Thực ra trong màn thi đấu vừa rồi tôi lại thấy là Eagle Esports họ lại hơi vội vàng ạ. Cái ván thi đấu trước thì SME họ lại hơi vội vàng để tấn công, và tôi đang cảm giác là đây là một cuộc đấu về kiên nhẫn. Team nào mà kiên nhẫn hơn, team đó sẽ có cho mình đó lợi thế hơn. Trong cái hiệp thi đấu vừa rồi thì những thành viên như là vị trí của Killian đã đẩy lên nhanh quá, anh ta lao một phát vào giữa ba thành viên đến từ SME thì anh ta lấy cái gì để sống. Và khi mà anh ta không thể được cover bởi những người đồng đội mình thì rất khó để cho họ có được mình lợi thế. Bây giờ thì đang liên tục với tình huống xả sát thương, và vừa rồi thì Ryan cũng bị hen mất cho mình rất nhiều máu, hiểu bị trúng các kỹ năng tầm xa tới từ những thanh niên của Eagle Esports. Đây là hen đang lăm lăm quả lựu đạn để muốn tấn công vị trí đối phương nhưng chưa được, và lúc này thì đặt ra một quả keo. Sunny D đang ở một thế yếu. Sunny D bây giờ anh ta còn đang có rất ít máu mà tôi ngay lập tức nằm xuống với lượng máu chỉ còn rơi đâu đó khoảng 30%. First Blood cũng đã có, Quyết Nhi đâm lên và Quyết Nhi cũng đã ngã. Quyết Nhi bị confirm kill. 3 vết đà đến từ bên phía của Eagle Esports đối đầu cùng với cả Sky Magic Esports trong tình huống lần này. Neo cố gắng câu giờ nhưng Neo vừa nhảy lên thùng gỗ thì Neo cũng đi luôn. Một tình huống nhảy hơi quá tay, Brian nằm xuống. Số lượng sát thương quá nhiều đến từ Duck Love và thôi xong rồi. 3-1 và Hen chỉ còn một mình để tạo ra highlight thì đây là một thời điểm rất tốt. Nhưng để giành được chiến thắng thì có vẻ như Sky Magic đang quá khó thở. Anh ta bị bao vây mọi hướng, Neo đã được cứu. Kiền vẫn kịp lao lên và đã có được pha cân hại cực kỳ khủng khiếp đến từ Killian.
Và đó là hai đều. Trận đấu này có vẻ như nó cũng rất khó đoán xem là đội nào sẽ có cho mình đó là lợi thế đây. Khi mà lúc này hai đội liên tục cứ một đội dẫn trước lại một đội gỡ hòa, và tiền hai team nó là xem xê với nhau thôi. Nhưng ở trong bán thi đấu này thì Eagle Esports họ sẽ có lợi thế hơn khi mà vừa rồi họ lút được đồ tới cả những thành viên của SME nữa. Một bán thi đấu mà bán thi đấu này tôi cũng đánh giá cao cái vị trí đến từ thành viên của Eagle Esports hơn. Điểm chạy này của Eagle Esports sẽ tiếp cận cái nhà tốt hơn so với cả những thành viên đến từ vị trí của SME. Trong khi đó thì những thành viên đến SME họ sẽ cần phải tìm cách nào đó để tiếp tục gia tăng khoảng cách. Và bây giờ sẽ là giai đoạn bản lề, vì bây giờ ở trong cái hiệp thi đấu thứ 5 này, team nào mà bị chết hết, mà mất hết súng vào tay đối phương thì rõ ràng là họ sẽ có thể bị đẩy về cái tỷ số là 4-2. Đây là vị trí của Hen, và lúc này thì anh ta vẫn đang tìm cách nào đó để có thể tấn công của đối phương ở phía dưới, nhưng rất khó. Đắc lớp rồi trúng quả lựu đạn nhưng nó không gây được quá nhiều sát thương. Tiếp tục đạn làm tình huống ném lựu được chia nhưng không chính xác tới vị trí của Neo. Rõ ràng là khi mà cả Alvaro cùng với quả lựu đạn đều đã bị giảm đi cả tầm nổ lẫn cả sát thương, thì hôm nay cái bài mà sử dụng Neo ném lựu nó đã không còn hiệu quả giống như là khi mà chúng ta chơi sinh tồn. Đây là vị trí của Neo, anh ta vẫn đang tương đối băn khoăn ở trong khu vực này. Anh ta muốn canh cái hòm tính xanh để tránh đối phương có một tình huống tiếp cận đến, nhưng Quý Hiệp Nhi anh ta quá khôn ngoan đi, và Sunny đi thì lại đứng quá là hớ hình để cho vị trí của Quý Hiệp Nhi có thể khai thác được. Và vị trí bắn tỉa tầm xa của Quý Hiệp Nhi lúc này có lẽ rằng là SME họ chỉ tiếc là giá như Thái Sơn vẫn còn chơi để có một cái đối trọng với Quý Hiệp Nhi. Tức là dạo gần đây những cái phiên bản nó đang mang tới quá nhiều những sự bất lợi dành cho không chỉ là cá nhân mà cả đội hình đến từ bên phía của Sky Magic nữa. Đâm ra là trong những cái ván thi đấu này chúng ta có thể thấy rằng khi mà gặp phải một đối thủ ngang cơ, rằng những cái điểm yếu đến từ Sky Magic Esports bắt đầu lộ ra nhiều hơn, và điều đấy sẽ khiến cho đối phương dễ khai thác vào điệu vào nó. Bên phía Đắc Lớp đâm lên hơi cao, Lusara anh ta biết rằng có người ở đây nhưng cũng không thể nào vào một cách quá mạo hiểm được. Đội hình của mình vẫn còn 3 người mà không thể để đối phương cứ chia nhỏ ra xong bẻ gãy từng người một được. Lusara phải lui về những người đồng đội, anh ta đang thấp máu quá, anh ta đã báo vị trí về cho team nhưng Quyết Nhi ở xa. Quyết Nhi chỉ đóng vai trò là một người xạ thủ mà thôi, vòng mô co vào. Bên phía của Sky Magic Esports cũng đã cứu được đầy đủ thành viên. Vọ lao ra tìm được Quý Hiệp Nhi đứng phía bên ngoài vòng bo và thôi xong. Đó là 3-2, ván thi đấu bản lề thuộc về bên phía của Sky Magic. Vừa rồi thì Brian nhặt được khẩu Groza X, hiệu bắn cháy máy hơn. Rõ ràng là khi mà có trong tay một khẩu súng rất mạnh như vậy thì những thành viên tới từ Eagle Esports họ không có cách nào để có thể xuyên phá được những thành viên của SME. Ở trong cái ván tình huống vừa rồi thì tuy là Quý Hiệp Nhi bắt lẻ được, nhưng có vẻ như là những thành viên đến từ hai họ vẫn còn chờ đợi một điều gì đó. Họ muốn hơi chắc cú, họ muốn là Quý Hiệp Nhi từ tầm xa bắn gục thêm một người nữa rồi mới triển khai tình huống tấn công. Nhưng mà bo ở trong bàn thi đấu đó khá là nhanh, và rõ ràng là họ đã không đủ thời gian để có thể buộc SMA bị đưa vào trong một thế khó, và tỷ số là 3-2 và rất có thể nó sẽ là 4-2 dành cho Sky Magic Esports ở trong cái hiệp thi đấu này, khi mà lúc này lượng đồ họ là vượt trội. Trong tay của Hen hôm nay có cho mình đó là khẩu Groza X, như vậy là Brian ném khẩu Groza X của mình sang cho vị trí của Hen, người có thể coi là có kỹ năng cao nhất ở trong thành viên của Sky Magic ở thời điểm hiện tại. Thì với khẩu Groza X này, khả năng gây sát thương và tối ưu hóa sát thương của anh ta sẽ là tốt hơn rất nhiều. Đây là vị trí của Brian, anh ta vẫn đang chờ đợi một điều gì đó. Map này thì tương đối rộng, và nếu như tầm này có ném lựu đạn thì nó sẽ là tình huống ném lựu đạn cầu may mà thôi. Vừa rồi thì Kilian có một tình huống thả ra kỹ năng là A124 và nhưng mà hình như là chưa trúng ở vị trí của Neo thì phải. Bây giờ thì anh ta ném một quả lựu nhưng nó cũng chỉ mang tính cầu may. Tôi đang cảm thấy rằng là Kilian anh ta đang có nhiều tình huống xử lý nó hơi vội vàng. Tôi cũng hoàn toàn đánh giá như vậy, và đặc biệt là trong cái đội hình của bên phía Sky Magic Esports thì cũng có thể thấy được rằng Sunny D là một trong những người chơi mà được nhiều ít tài nguyên nhất, thậm chí bây giờ vũ khí của anh ta cũng chỉ dừng lại ở một khẩu MP5, một chip mà thôi. Có thể là do kiểu chết nhiều thì đồng đội cũng không thể nào đưa tiền được hết, và bên cạnh đó thì có vẻ như là Sunny D cũng là một người chơi ở vị trí hỗ trợ nhiều hơn, khi mà những Neo, những Brian và những Hen đều là những người có được cho mình vũ khí mạnh, ví dụ như là những cái khẩu Adup mang cái tính chất giá cũng rất là cao, hay thậm chí là M82B chẳng hạn. Hen thì chưa mất bất kỳ một máu nào. Sunny D bây giờ lao lên bắn hỗ trợ dành cho những người anh em, lựu đạn bay tứ tung bay khắp nơi, và Sunny D cũng không thể nào lao lên một cách quá láo được. Phía bên kia đối phương bắt đầu đẩy qua, Kilian đã lao vào và anh ta nằm xuống ngay tức. Lusara đứng phía sau nhưng bắn không được bao nhiêu cũng đã ngã khụy luôn. Quý Hiệp Nhi cùng với Đắc Lớp cố gắng ôi, đó là chiến thắng 3-2 dành cho cả hai bên.
Và rõ ràng là cái người mà có nhiều đồ đấy là Neo thì lại không được bắn, trong khi Sunny đi anh ta đều bắn, nhưng mà súng anh ta yếu quá so với lượng giáp của đối phương, rất là tiếc. Có vẻ như là tôi nghĩ rằng SMI họ có thể tin tưởng vào vị trí của Sunny đi nhiều hơn được không ạ? Chứ mà rõ ràng nhìn thấy là Neo anh ta cầm M82B, anh ta cầm súng giáp gì thứ rất đầy đủ, anh ta chưa kịp bắn gì anh ta đã phải gục rồi. Ông Sunny đi được bắn thoải mái nhưng mà súng yếu quá, không ngã cùng với đối phương, không ngã cùng nhanh là đối phương, và lợi thế bây giờ nó lại rơi vào trong tay của vị trí của Eagle Esports. Ít nhất là có lợi thế về tinh thần, về tiền thì trong hiệp thi đấu này thì mọi thứ sẽ là như nhau, nhưng tôi cảm giác là khi mà bắn max tiền thì những thành viên đến từ Eagle Esports họ lại đang có một chút lợi thế hơn. Brian đang là người đi lẻ và Killian cùng với Darklove đang tiến qua. Bây giờ thì full đồ hết rồi, full tất cả thứ, những khẩu Rosa X thì đã bị rơi trong tay của Darklove, và đây sẽ có thể là một điểm chí mạng ở trong bán thi đấu này. Rất tiếc là trong bán thi đấu trước cả vị trí của Brian và Neo gần như là không bắn được gì cả, và trong khi đồ họ rất là nhiều, biết là suýt nữa họ liễu được bàn đấu. Nhưng bây giờ thì câu chuyện sẽ là sự chủ động hơn tới từ Eagle Esports. Tôi tưởng rằng Sunny đi về với Sky Magic Esports thì anh ta sẽ được chơi cái vị trí thuận lợi nhất dành cho mình, đó là một xạ thủ. Không ngờ là về đến nơi thì lại trở thành gần như là một kiểu semi tank, tức là anh ta phải bắn MP5 rất nhiều này, xong rồi bây giờ nâng lên thì cũng chỉ được bắn Ska thôi, chứ cũng không thể được bắn huống sử dụng như là Adup, mà Neo lại chuyển sang bắn Adup. Tức là xạ thủ thì không được làm xạ thủ, và xạ thủ phải chuyển làm semi tank. Trong khi đó thì Hen bắt đầu đẩy lên rồi, Hen đang kiểm soát cho mình toàn bộ cái đội hình của phía bên kia, bắt đầu lao vào và Hen bắt đầu mổ. Anh ta có cơ hội để mổ và cắt cho mình. Luna lên kết hợp cùng với cả Wolfa, vừa khả năng chống chịu tốt lại có tốc bắn cũng như tốc độ di chuyển là cực kỳ cao. Tatsuya ở trên người sẵn sàng để có thể lướt luôn, và thôi xong rồi, 99 tiền với chúng tôi cũng không ăn lại so với một Sky Magic đang muốn cân bằng với tỷ số cho mình, và họ đã có cũng một chiến thắng. Và rõ ràng là khi mà Sky Magic họ không mắc một số những sai lầm cá nhân nho nhỏ thì họ bắn cũng khá thuyết phục, và đó là 4-3, và họ trả lại cái tỷ số y hệt như trong bán thi đấu trước dành cho vị trí Eagle Esports. Và chúng ta sẽ cần đến bán thi đấu thứ 3 để biết là đội nào mạnh hơn, và cái cách thắng của cả hai đội này nó đều có những cái điểm tương đồng với nhau. Họ đều cố gắng khai thác được những sai lầm của đối phương. Nếu như trong bán đấu trước là một tình huống nhảy xuống sông đến từ Hen, thì trong bán đấu này những thành viên của Sky Magic Esports khai thác được sự nóng vội tới được vị trí của Killian. Anh ta bắn hay nhưng có những tình huống mà anh ta chết quá sớm, hoặc anh ta không thể nào cover cho đồng đội được. Và rõ ràng rằng thành viên của Eagle Esports họ cũng có thể chỉ có thể gọi là tự trách mình mà thôi. Nhưng thực ra trong bàn thi đấu vừa rồi thì Eagle đã bị liên tục đưa vào trong cái tình huống mà phải rượt đuổi về tỷ số, và rõ ràng là Sky Magic họ chiến thắng bàn đấu này cũng rất là hợp lý. Nhưng cả hai đội này đều đang có những cái sự trật khớp và nhân tố mới. Khi mà Boy Tây hay là Killian quay trở lại với Eagle Esports, chúng ta đã thấy là có những cái sự nó chưa được ăn khớp với những người đồng đội còn lại. Và bên phía kia thì đó là vị trí của Sunny D, cũng là những tình huống bị bắt lẻ đến từ Eagle Esports vào Sky Magic. Và thưa tất cả quý vị và bạn, hãy cùng đến với game thi đấu thứ 3. Game thi đấu diễn ra ở trên đảo Thế Kỷ. Hãy tạm thời quên đảo quân sự, hãy tạm thời quên đi đảo mặt trời đi. Đảo Thế Kỷ sẽ là nơi quyết định xem là Sky Magic Esports hay là Eagle Esports sẽ là đội tuyển có thể giành được cái chiến thắng cuối cùng trong cặp đối đầu huyền thoại, trong cặp đối đầu tâm điểm. Nó đang quá sức là hấp dẫn và thu hút ở thời điểm này. Họ vẫn đang là những cái đội tuyển cân kèo cân sức ở trên mọi chỉ số, và họ đang khiến cho chúng ta cảm thấy cực kỳ mong chờ những cái màn trình diễn của riêng mình mà thôi. Quyết Nhi, anh ta đang cố gắng tìm góc nhưng lui dần về phía sau, cầm cho mình katana trên tay nhưng vẫn chưa tìm thấy bất kỳ ai để có thể tấn công. Darklove nhưng bị Hen bắn gục rồi, gặp Hen sớm quá như này là không phải. Nhưng kiếm đấu đối đầu cùng với cả hai khẩu súng lục có vẻ như là hơi khó rồi. Và Killian, anh ta không đứng ở dàn trước, anh ta lại lui tạm về phía sau, và anh ta chắc chắn là sẽ bị tìm thấy, cố gắng né ra, vừa nhảy vừa bắn làm tốt. Neo nằm xuống nhưng vẫn còn ba người nữa, hơi khó để có thể lập công. Lusaran, Aran cũng đã nằm, và vị trí Killian bắt đầu lao lên bắn gục được Hen luôn, cứu được Lusaran rồi. Và bây giờ thì số lượng người sẽ cả hai bên, mỗi bên sẽ còn lại hai người ấy chẳng, đây là hai người, và đó là một tình huống mà Brian ta thậm chí chưa kịp giơ tay lên, Killian đã bắn gục đối phương rồi. Killian ván đấu hôm nay có vẻ như là cái trình độ anh đang lên tới nóc rồi. Killian đang được bắn ở vị trí Sunny D, Sunny D đang phải bỏ chạy đẩy ra bắn ở vị trí Sunny D, không có một cơ hội nào, và bốn mạng ngã gục cho Killian. Killian bảo là ván trước tôi nhường các bạn một tí thôi, ván đấu này tôi mới bắn thật đây này. 4-0 là những gì mà Killian đã có.
thể hiện phong độ của người con đi gaming đến từ vị trí của Killian. Nhưng bây giờ thì anh ta đã mặc màu áo của Eagle Esports mất rồi. Lusara cũng đang là người chơi có cái khả năng bắn rất tốt. Quý Hiệp Nhi chắc là phải chờ vũ khí thì anh ta mới bắt đầu thể hiện được kỹ năng của mình nhiều hơn. Bởi vì rõ ràng là với một cái vị trí mang thiên hướng bắn tỉa thì cần có vũ khí đủ tốt để có thể thể hiện bản thân mình. Nhưng ít nhất ở trong cái kèo đấu lần này chúng ta sẽ thấy được đi Eagle cơ hội để lật kèo của các đội tuyển thua ở game đấu đầu tiên là có, đặc biệt cùng với cả Sky Magic Esports với một Hen đang có phong độ cao. Và đó là một tình huống lấy đầu đối phương đến vị trí của Hen. Và ngay khi mà bình luận viên Đồng Cảm nói về chuyện lật kèo thì Sky Magic lúc này họ đã thấy điều đó, một tình huống ném liệu. Nó không gây được quá nhiều sát thương nhưng nó gây đủ sự hoảng loạn để cho Hen tiếp tục xin nhẹ thêm cái đầu đến từ Lusara. Hai đầu rồi. Ui, quả liệu đạn ơi khá căng đến từ đối phương. Vậy nhưng lúc này thì Hen vẫn bảo là bạn sai có tôi sửa. Một tình huống đẩy lên và bây giờ Brian cũng đã được. Quý Âm Nhi bảo là có súng là mình xin nhẹ cái đầu ạ. Nhưng đó là mạng gục đến từ Sunny D. Và một đều là những gì chúng ta có trong màn thi đấu này. Đây là một cặp thi đấu kẹo quá cân đi. Cứ một đội thắng, mỗi đội chia nhau một trận, đều không ai phải mất lòng ai. Quan trọng là phải đến ván 7. Cái điều quan trọng nhất là phải đến ván 7 với 99 tiền thì kèo đấy mới là cái kèo đồng cân đồng hạng được. Và phía bên này chúng ta cũng sẽ được tiếp tục nhìn thấy Hen tỏa sáng với 4 kill. Anh ta là người duy nhất đang có được cho mình, một trong những người chơi duy nhất ở trên bản đồ này đang có cho mình 4 kill cùng với cả Killian ở phía bên kia. Hy vọng rằng Killian ở ván thi đấu lần này có thể tỏa sáng lấy lại phong độ cao như ở ván 1 của mình. Và hãy cùng xem cái màn căn kè lần này Hen tiếp tục giải một quả lựu đạn ra, không trúng ai, không có ai ở bên phía góc đấy cả. Và đây cũng sẽ là một map thi đấu như chúng ta thấy là một map thi đấu khó, nhưng một quả lựu đạn để có thể xác định được vị trí đối phương nó không hề thừa thãi một chút nào. Quảng trường với những cổng dịch chuyển để bên phía của Sky Magic Esports biết nơi nào phòng thủ, cần phòng thủ ở thời điểm hiện tại. Và Brian lao lên bắn gục một người, anh ta bắn gục hai người. Và như này thì game quá dễ dành cho Sky Magic Esports rồi. Bắn quá bay, bắn quá cháy và không phải một mình Hen hôm nay đang tỏa sáng đâu. Và có thêm đó là cả Brian nữa. Rõ ràng tình huống xử lý cá nhân của những thành viên đến từ Sky Magic cũng đang tạo sự ấn tượng. Quý Hiệp Nhi đứng xa và neo bắn headshot với cây khẩu PP19 của Kiểu Tiểu Liên. Bắn ra từ căn nhà cho ra đến khu vực khán đài. Bắn thế này thì chịu rồi. Tự nhiên kỹ năng nó lại tuyến tới nóc với những thành viên của Sky Magic. Và bây giờ thì kỹ năng chạy đi đâu ạ? Chạy kiểu gì ạ? Và lại thêm một tình huống headshot nữa tới vị trí của Hen. Ui, sao tự nhiên nó bật chế độ headshot à? Dã man nhờ, bắn chỉ gục thôi. Và 2-1 dành cho Sky Magic. Nhập tâm, gọi là chế độ nhập tâm đến từ vị trí của cả Neo lẫn Hen. Cái màn kéo đầu nhưng mà Hen thì có thể chấp nhận được bởi cái khoảng cách của anh ta gần. Chứ Neo thì bắn hơi ảo vì nó là khẩu PP19, tức là một khẩu súng mà cái độ giật của nó khá rất là cao. Đúng rồi, nhìn vô lý nhỉ. Vô lý bây giờ sang bắn cho có húp rồi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với khu vực không trọng lực. Và khu vực này thì tôi nghĩ là sẽ có lợi một chút dành cho vị trí của Sky Magic. Khi mà này thì lượng đồ họ đang là tốt hơn. Và đây là một khu vực mà nếu mà bạn có lượng đồ tốt ấy thì cái khả năng có quay của bạn trong giao tranh nó sẽ rất ổn. Nhìn đi luôn. Nhìn thấy cái đấy đó lại là headshot đến từ Sunny đi. Rồi xong rồi. Hay là team Sky Magic họ mới tìm ra một cái bí kíp võ công gì đó nó bí ẩn. Từ nãy giờ bắn chỉ headshot thôi. Bắn thế này thì ai chơi được các bạn ạ? À? Bắn thế này thì mời các bạn chuẩn bị gặp các đội Thái là được rồi. Rõ ràng bắn thế này thì quá kinh. Mỗi đội là đội này thì họ không có suất để thi đấu giải tử chiến quốc tế. Thì họ phải bắn ở đây thì làm sao họ thi đấu tử chiến quốc tế được. Họ phải không đấu ở đây thì họ mới có cơ hội để bắn tử chiến quốc tế cơ. Đấy, điều quan trọng là đưa Sunny đi khẩu súng. Đúng quan trọng rồi. Là đưa đúng súng cho đúng người. Không thể nào mà cỏ lúa nó bằng nhau được. Bên phía của Neo tiếp tục sử dụng tỉa. Có vẻ như là Neo trong mùa giải này sẽ chuyển về sau chuyên tỉa hơn. Một cái khoảng cách đủ để giúp cho những người đồng đội của mình có được một cái lời kêu gọi hợp lý. Và cũng giúp cho anh ta có được góc nhìn nó tổng quan hơn trong giao tranh. Đó rất có thể là những gì mà Neo sẽ hướng tới trong mùa giải này. Khi mà cảm thấy như là tay mình không còn đủ to để có thể làm tanker hoặc semi tank ở phía trên nữa. Cũng đã rất lâu rồi chúng ta không nhìn thấy những tình huống xử lý thần thánh tới từ vị trí của Neo nữa rồi. Vâng, lúc này thì Neo vẫn đang đóng vai trò rất quan trọng khi anh ta đưa ra những chỉ thị chuẩn xác cho đồng đội của mình. Và SME nó bắn quá bay ở trong trận thi đấu thứ ba này. Nhảy nhót như một con chim đến từ vị trí của Hen và xử lý quá tốt. Và Sunny đi liên tục có được mình các bạn không? Vâng, hay là ông này ông vừa bắn nó vậy vừa nghe mình chê nhỉ. Ván thi đấu trước vừa mới có một đôi chút công kích nho nhỏ vị trí Sunny D. Ván thi đấu này
Sanity chứng minh là giỏi thì vào mà bắn. Và rõ ràng là gì Sanity đang làm được cũng cực kỳ ấn tượng. Và 3-1 cho Sky Magic Esports. Họ đang có cơ hội rất lớn để kết liễu ván thi đấu này. Một cái đội hình tự tin đến mức mà mua cho mình đến tận 3 khẩu súng tỉa. Đến từ Neo, đến từ Brian, đến từ cả Sanity. Và chỉ cần một mình hen leo lên tuyến trước thôi là đủ. Có vẻ như đã tìm ra, đúng, họ đã tìm ra được một cái bí kíp để có thể giành chiến thắng. Họ đã tìm ra được cái cơ hội để có thể giành chiến thắng nhanh nhất. Đó chính là phải giúp và phải cho 3 người đằng sau tỉa và người hỗ trợ, 3 người trở thành người hỗ trợ để cho một mình hen lao lên thôi. Hỗ trợ sát thương. Thế bây giờ cosplay hết thành Thái Sơn à? Rõ ràng không, chúng ta không chỉ có 1 Thái Sơn, chúng ta có 3 Thái Sơn. Và khi mà chúng tôi không có Thái Sơn thi đấu nữa, chúng tôi sẽ có 3 Thái Sơn cùng bắn. Nhưng mà để xem trong bán thi đấu này Eagle Sport có thay đổi điều gì không. Hèn người ta đang chơi rất linh hoạt với cổ VB19 này. Đây cũng là một trong số ít những đội mà sử dụng VB19 rất tốt ở trong cái vòng thăng hạng cái giải VFL mùa trước. Đây là vị trí của Neo đang bắn rất ổn, bắn rất tốt tới vị trí của Neo, nhưng kỹ năng nó vẫn có tí hạn chế và Neo đã phải nằm xuống rồi. Kylian liên tục có được mình những tình huống thi đấu tốt nhưng anh ta cũng đã phải nằm. Đây là vị trí của Brian, những thành viên của Eagle Sport vẫn có thể cover được cho nhau. Và bây giờ biết đâu trong bàn thi đấu này sẽ là sự khởi đầu của cái tình huống bật lại tới thành viên đến từ Eagle Sport hay chăng. Kylian anh ta vẫn đang cố gắng để tìm một góc nào đó đứng an toàn để bơm máu, nhưng mà có vẻ như áp lực vẫn đang hơi lớn khiến cho Kylian anh ta đổi vị trí đứng ngồi máu là liên tục. Đây là Duck Love bị bắn quyến gì ạ, của vị trí là Sunny đi rồi, nhưng đó là tình huống mà đối phương đẩy vào. Lusara di chuyển và chỉ còn lại mình Brian thôi, và tỷ số nó rút ngắn còn 2-3 dành cho những thành viên của Eagle Sport. Có vẻ như là 3 Thái Sơn không ổn, bây giờ phải chuyển sang thành 3 Artemis thì may ra. 3 Artemis thì may ra. Nhưng thật sự đâu, trong cái tình huống vừa rồi là một khoản đầu tư phần nào đó phải gọi là lỗ chổng vó đến từ bên phía của Sky Magic Esports, và đúng với cái logo của họ là hình con ngựa luôn, chổng vó luôn. Đó là đầu tư quá nhiều vào súng tỉa, một trong những loại súng phải gọi là cực kỳ đắt. Và đối phương bây giờ hãy nhìn xem, vị trí Quý Hiệp Nhi cầm 2 khẩu Hadoop, bên phía của Kylian cầm 1 khẩu Hadoop. Và thôi xong rồi. Thì vừa nhặt được ở đúng bên kia đấy. Cái vườn. Đúng rồi, vừa nhặt được ở bên kia luôn. Thì rõ ràng bây giờ lôi ra dùng luôn, nó là hợp lý rồi. Và có vẻ như là hai cái đội này thi đấu nhiều thời điểm hơi bị cảm xúc quá thì phải. Thật ra thì vị trí của Sky Magic họ cũng không cần thiết phải đầu tư quá lớn như vậy. Một tình huống đầu tư khá lố thành viên đến từ Sky Magic. Nhưng mà thật ra lượng tiền còn lại của họ lúc này thì vẫn là đủ để cho họ có một lượng đồ tốt. Chúng ta nhìn thấy là họ vẫn có mũ 2 sắp 3, mũ 3 sắp 2 các kiểu thì bắn vẫn được. Nếu như họ bắn cẩn thận thì vẫn được. Nhưng bây giờ sẽ là tình huống mà họ có bắt được bạn thành viên đến từ Eagle hay không. Và rồi Duck Love mất cho mình đi một chút máu. Tiếp tục là những pha xử lý mà Sunny D đang cố gắng lui về dần phía sau. Hỏa lực của anh ta là không đủ với chỉ một khẩu đi Eagle kết hợp cùng với Mark 10. Đối phương đẩy qua rồi, Mark 10 của phía bên kia bắn đau hơn. Và Mark 10 của phía bên kia hạ gục nó Sunny D. Tiếp tục thêm những quả lựu đạn nữa. Vị trí của Brian cũng đã không còn đứng vững. Hèn giữa tâm địch như Triều Tử Long, nhưng không thể nào mà đấu lại cả 100 người được. Và đó là tình huống Duck Love cũng đã nằm xuống nhưng sẽ nhanh chóng được cứu. Bên phía của Eagle Sport cân bằng về mặt tỷ số. Và chúng ta đến với ván thi đấu thứ 7, lần thứ 3 trong cặp đối đầu này. Tôi thấy có cái mùi làm content. Tôi thấy có cái mùi làm content ở trong ván thi đấu này. Và bây giờ vẫn sẽ là tứ quý 9 dành cho mỗi game thủ. Và để xem là trong một tình huống, trong một ván thi đấu mà tất cả mọi người đều max đồ như nhau thì team nào sẽ là người mạnh hơn. Kiểu như mỗi ông thắng được một trận thì bây giờ thôi cũng phải đến cái ván đấu cuối cùng này để xem là ai thực sự là người mạnh nhất. Bắn cứ nhường qua nhường lại, và khi mà có mình lợi thế thì lại buông bỏ lợi thế đó và đưa cho đối phương lợi thế. Nước mệt Quý Âm Nhi xin nhẹ cái đầu của Hèn. Hèn đứng ở một vị trí quá dễ đoán, và bây giờ anh ta sẽ tốn 2 bình máu để có thể hồi phục lượng đồ của mình, lượng máu của mình. Đây là vị trí Duck Love thả ra một cái A124. Bây giờ anh ta sẽ đẩy qua phía bên tay phải. Sunny D cũng mất cho mình khá nhiều máu rồi. Đây là cái lúc mà có lẽ thành viên tới từ Sky Magic như là Sunny D anh ta sẽ cảm thấy khá ngợp và ship cho Sunny D cái bình oxy đi được không ạ. Và tiếp tục là một pha thi đấu bằng ska của Sunny D, và thôi xong. Duck Love cần 2. Một ván thi đấu mà anh ta đang có một phong độ cực kỳ cao, trợ giúp cho những người đồng đội của mình không cần phải làm gì, cũng có được gần như là 50% ván đấu rồi. Chỉ còn Neo với em đứng chung lại một chỗ mà thôi. Phía bên này Quý Hiệp Nhi bắt đầu vòng ra, và Quý Hiệp Nhi tìm thấy góc, Neo chạy không nổi với lượng máu quá thấp. Và bây giờ sẽ là 4-1 cơ hội nào. Sky Magic Esports đánh mất khả năng để có thể giành chiến thắng của mình. Xin chúc mừng Eagle với chiến thắng là 2-1.
Và dẫn 3-1 sau đó thì để đối phương lật lại là 4-3. Rõ ràng Thành Viên đến từ Sky Magic họ vẫn giữ có một cái chất gì đấy nó hải hải giống như là mùa giải trước. Nếu như bây giờ tìm cái đội mà thi đấu nó có tính giải trí thì rõ ràng là Sky Magic họ là một trong team ứng cử viên hàng đầu cho cái việc là họ giành rất nhiều lợi thế, sau đó thì họ bảo đây lợi thế đây, các bạn cầm điểm về đi, các bạn cầm chiến thắng về đi. Và chúng ta lại thấy thêm một lần nữa đội của Neo dẫn dắt nó lại có một cái điều gì đó nó hơi có chút content. Và những lúc này chúng ta đã có kết quả ván thi đấu này rồi, 4-3 dành cho Eagle Esports, bắn đủ tất cả trận, bắn đạt tất cả KPI và tổng cộng chúng ta có tổng cộng là 21 ván đấu, không sót một ván nào.